Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ này ta vẫn tiếp tục làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hiện giờ là 4:15 ngày 23 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày 21 tháng 3 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tới cái kỳ thứ 93, và chúng ta vẫn còn nghiên cứu để phát triển cái chánh kiến trong bát chánh đạo. Như thế thì cái chánh kiến này ta nói lần này là lần thứ hai. Lần thứ nhất hôm qua tôi giới thiệu tổng quát những cái điểm thế nào mà mình có thể mình làm cái chuẩn cho chánh kiến, cũng như giới thiệu tổng quát những cái điều gì mà mình làm cái chuẩn cho tà kiến. Nhưng mà nói hôm qua là hết hơn tiếng hồ. Rồi thật sự thì nói bao nhiêu đó chẳng có thấm thía gì với cái chánh kiến với cái tà kiến, mà lẽ ra là cái người tu sĩ chúng ta cần phải chỉ rõ cho Phật tử tại gia, cũng như cần phải chỉ rõ cho những người đệ tử Phật xuất gia trong hàng ngũ tăng sĩ, khất sĩ của chúng ta. Lẽ ra chúng ta còn phải nói nhiều lắm, phải chỉ nhiều lắm. Mà chỉ nhiều lắm nếu mà nghe ra rồi đó thì nó thành ra vụn vặt. Nó thành ra vụn vặt bởi vì đối với cái người mà người ta tu hành, mà người ta có trí tuệ rồi đó, Thì nó không có khó. Vấn đề chánh kiến và tà kiến nó không có khó gì mà phải nói nhiều dữ vậy. Cho nên nếu mà nói thêm nữa đó, đối với người ta học đạo giỏi, ta tu giỏi và ta có chủng tánh đại thừa đó, nghĩa là những người mà ta có cái chủng tánh không có quan đường, không có ảo tưởng, không có mê tín, không có dị đoan, không có siêu hình, không có gửi gắm tâm hồn cho những cái thứ quỷ thần ma quái hoặc dưới đất hoặc trên trời. Những người ta không có cái tánh đó thì người ta nghe nó dễ ợt, mà sao cái ông này ông nói nhiều quá, nó dễ ợt mà ông này ông nói nhiều quá, ông nói cho ai vậy? Thì thật có cho ai đó. Đối với ai đó thì nghe nó dư, nó vụn vặt. Nhưng mà phải nói rằng tuyệt đại đa số đều là không có dư. Nghe tới khi nào chán ngấy, nghe cũ, nghe nhàm vậy. Mà đối với ai đó, một số có thể nói là số đông của nhân loại, chứ không phải là số đông trong cái người Phật tử Việt Nam thôi đâu. Số đông cả nhân loại là không có dư. Nói một cách khác là số đông của nhân loại, cái tín ngưỡng của người ta, cái đức tin của người ta mình không có dám nói. Mọi người đều có cái đức tin riêng, có cái tín ngưỡng riêng, có tôn giáo riêng. Điều đó mình không dám nói gì hết. Quyền, đó là quyền của con người. Nhưng mà cái mà mình có thể nói là tin như thế nào là tin là người đệ tử Phật. Vấn đề đó là cái mà vấn đề mình nói đó. Tu sĩ mình nói
mình nói cho mình và mình nói cho Phật tử mình. Cái đó là cái quan trọng. Chứ thật sự mà nói thì loài người ở trên cái vũ trụ này tin nhiều lắm, tin cái tin mà nó không phải đạo Phật đó, nó nhiều lắm. Mình nói là ta tin sai sai lạc thì mình cũng không nên nói, không dám nói. Nhưng mà nói là thật sự là so với đạo Phật đó, thì cái đó nó sai lạc, sai lạc bởi vì nó không có thực, nó không có thực tế. Nó thuộc về cái đức tin đó là do cái sự non lòng yếu dạ, tự thấy mình không đủ sức đương đầu với những cái khó khăn, vượt qua những cái trở ngại, cho nên là phần nhiều là ý là nương nhờ, phải tìm một cái chỗ để nương nhờ, để gửi gắm, để an ủi. Mà cái an ủi đó không đem lại kết quả thật sự gì hết, không đem lại cái sự an lành hạnh phúc thực tế nào hết. Nhưng mà tại vì người ta yếu đuối, vì yếu đuối cho nên là phải gửi gắm ở nên một cái đấng, cái âm, cái thần thánh nào đó. Nó giống như cái tâm trạng của trẻ con, cậu của tôi hồi nhỏ vậy đó. Ông già mình ở nhà đó thì mình sợ lắm. Ông đi lại phía trước thì mình đi lại phía sau. Ông đi chỗ này mình đi chỗ khác, không dám nhìn, không dám gần ông. Nhưng mà ông bỏ nhà, ông vì một lẽ gì đó, ông đi, ông già từ đó ông đi non đi núi. Ông đi nửa tháng ở nhà trong ơi là trong. Trong dữ lắm, trong mà quý, mà kính, mà thương, mà nhớ, dữ lắm là tại vì mình sợ. Tại vì không có cha thì là con mà ta nói rằng là không có cha như nhà không có nóc. là chưa kể là cái ý nghĩa cao sâu, mà ý nghĩa tầm thường là không có ông cha mình ở nhà thì mình rất dễ sợ ma. Chiều chặn dạng vậy đó mà đi ra ngoài sân thì mình nhìn thấy cái cây nào cũng có mặt người trong hết. Trên cái da của một cây cao mà mốc meo vậy là mình cũng thấy cái mặt của ai đó, có râu có ria, thấy sợ. Nhìn qua một cái cây xoài lớn, cái xoài thiệt là to, hồi xưa xoài to lắm, cây một người ôm, hai người ôm, nó chán cả, nghe là 1-2 ngàn thước đất vậy đó. Mà nhìn lên cây xoài gió tối rồi nhìn đâu cũng thấy làm như có cái mặt ai trên đó. Rồi nhìn lên đám mây cũng thấy có như cái tưởng tượng, như cái hình là ông gì, bà gì, con gì, thằng gì ở trên đó. Thành nó sợ dữ lắm. Nhưng mà có ổng ở nhà thì mình sợ ổng. Mà ổng đi không có ổng là mình sợ dữ lắm. Do vậy mà cái tâm trạng của những cái đứa trẻ con nó không có cha hoặc là không có mẹ ở nhà đó, nó sợ hãi dữ lắm, nó phải tìm cách để nó nương. Nếu mà không cha không mẹ nhà là phải nương dì, nương chú, nương bác. Còn cái con người ở trên vũ trụ này mà không có cái chỗ để gửi gắm tâm hồn để nương, nó sợ dữ lắm. Do vậy mà trên thế giới thì bao nhiêu ngàn chủng tộc, trong bao nhiêu nước đều là có cái đức tin của người ta. Mà đức tin đó thì đương nhiên là mình không nên nói, mình không nên phê phán gì hết. Nhất là ngày nay thế giới đã có cái đồng ý nhau là tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, rồi tự do trong cuộc sống, tự do hành động, tự do phát biểu theo cái quyền của người ta. Do vậy mà mình không nên nói nhiều, mà mình có nói là chẳng qua là mình nói trong cái phạm vi của những người đệ tử Phật, hai cái giới của người đệ tử Phật. Đó là giới xuất gia và giới tại gia. Do vậy mà mình nói cái chánh, mình muốn nói cái chánh kiến này là mình phải mở cái ngoặc cho rõ ràng là mình nói trong cái chánh kiến này là cái chánh kiến để dành cho những người Phật tử xuất gia cũng như tại gia trong đạo Phật. Vì đạo Phật, vì kinh điển của Phật, vì chánh pháp của đạo Phật mà mình nói.
Còn mà thí dụ như nó không phù hợp lại với các cái tôn giáo khác, đó là cái chuyện của người ta, mình không có ý dùng ý động tới trong đó, không có phê phán. Bởi vì có khùng điên mà phê phán đi nữa thì cũng không được cái gì hết, mà làm cho mít lòng nhau tôn giáo này giữa tôn giáo này và tôn giáo khác thôi, chứ rốt cuộc rồi mình là cái người khùng điên ấy. Không bao giờ mình đưa nhân loại vào một cái hướng nhìn, một cái đức tin mà được bao giờ. Cho nên đây mà mình có nói là nói cho những người tôn thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, những người đệ tử Phật. Thế thì hôm nay á, tôi đưa ra một vài cái điểm, một vài ý để làm cái tiêu chuẩn chánh và tà. Chứ còn nếu mà nói chi tiết thì có nói 10 lần nữa cũng không hết, cũng không chỉ hết thế nào là tà, cũng không chỉ rõ hết cái nào là chánh. Nhưng mà bữa nay tôi đưa ra cái tiêu chuẩn này cho đại chúng, cho tăng ni trẻ cũng như cho Phật tử gần xa để ý. Một cái điểm thứ nhất mà để có thể làm tiêu chuẩn đó, là chúng ta nhớ rằng là đạo Phật là cái lý tưởng của đạo Phật là vì con người. Đạo Phật là vì con người. Nói rõ ra đó là vì con người mà Đức Phật đi tu hành để tầm đạo, để tìm một cái con đường để mà giải thoát, để mà loại trừ bỏ bớt những cái nỗi khổ của kiếp con người. Cho nên đạo Phật là đạo vì con người và vì sự an lạc hạnh phúc của con người, muốn cho con người bớt khổ để được hạnh phúc, được an vui. Muốn cho bớt khổ để được hạnh phúc, được an vui. Và nếu được, nếu con người bằng lòng nghe mà có thể làm được, tự mình thắng được mình trọn vẹn, thì có thể hoàn toàn dứt khổ và được hoàn toàn hạnh phúc, an vui. Thì cái mức đó nó gọi là Niết Bàn. Niết Bàn, chữ Niết Bàn là có nghĩa giải thoát. Chữ Niết Bàn tức là giải thoát. Mà chữ giải thoát có nghĩa là con người tự do. Bởi vì tại sao tôi nói nghe đơn giản vậy? Đó là sự thật. Con người mà đủ can cường, đủ nghị lực, đủ can đảm mà loại trừ tam tế lục thô kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc, là một con người nó vượt ra nổi cái ao tù, vượt ra khỏi cái ao tù của cái nhà tù, vượt ra khỏi cái nhà tù của vô minh, của dục vọng. Chính vì vô minh dục vọng nó làm cho con người thành ra bị giam hãm, bị nhốt ở trong cái nhà tù của tam giới. Cho nên con người mà còn nhiều tội lỗi đó, thân khẩu ý còn làm nhiều tội lỗi mà không chủ động được, không làm chủ được thân khẩu ý của mình. Giống như bữa trước tôi nói về chữ thánh là cái người làm chủ thân khẩu ý, gọi đó là người thánh. Mà mình không làm chủ được thân khẩu ý của mình đó, thì là mình bị cái thằng chủ ngục là vô minh nó lùa mình, nó nhốt mình ở trong cái nhà tù của tam giới.
Do vậy mà chữ Tàu, chữ Hán, người ta tổn hình, người ta giả tá, người ta hội ý, ta viết cái chữ tù là cái bộ khung. Cái bộ khung nó vuông nhất y như là cái chuồng gà hay là chuồng trâu, chuồng gì đó. Nó vuông nhất, nó nhốt ở trong đó, ở trong cái ruột của cái bộ khung đó là chữ nhân ở trong. Thế thì cái con người mà con người tầng ai, con người mà còn đa khổ đó, thì con người đó giống như là con người đó bị nhốt ở trong cái ngục tù vậy. Chữ tù là con người bị nhốt. Thế thì ở trong tam giới đau khổ nhiều quá, khổ thân, khổ tâm, khổ cảnh, khổ trọn đời, do tam tế lục thô kiến tư hoặc trần sao hoặc, mà cái thằng chủ ngục là vô minh, đó là vô minh nghiệp tướng. Rồi còn tay em của cái thằng chủ ngục đó, đó là năng kiến tướng, cảnh giới tướng. Rồi còn một cái bè lũ của nó nữa là trí tướng, tương tục tướng, chấp thủ tướng, kê danh tự tướng, khởi nghiệp tướng, nghiệp hệ khổ tướng, đó là tam tế lục thô. Đó là cái bọn cai ngục và nhân viên của cai ngục nó làm, nó nhốt con người trong tam giới. Do vậy mà con người mà không làm chủ được mình á, thì mình bị nhốt ở trong cái ngục tù tam giới. Nếu mình biết tu tập thì mình được gọi là giải tỏa được, ra khỏi được ngục tù tam giới đó, thì mình có được niết bàn. Vậy thì niết bàn là gì? Niết bàn tức là con người giải thoát. Mà giải thoát là gì? Là cái chữ giải thoát là cái nghĩa đen của nó là triền phược. Họ còn bị giam nhốt ở trong ngục tù thì còn bị triền phược, còn bị hoặc là trói, hoặc là còng, hoặc là xiềng, hoặc là xích, rồi bỏ trong một cái ngục tù. Gọi đó là người phàm phu, người còn nhiều tội lỗi. Còn cái người mà vượt ra được cái đó thì là cái chữ giải thoát, tức là con người tự do. Tự do là con người được là giải tỏa hết những sợi dây, những cái còng, những cái xiềng, những cái xích mà nó triền phược mình. Cái chữ triền phược, cái chữ triền á là chữ tạo nó rất là rõ ràng, chữ hớn nó rất là rõ ràng. Chữ triền cái chữ phược là nó có cái bộ mịch, chữ triền cũng có bộ mịch mà chữ phược cũng có bộ mịch. Bộ mịch đó là để biểu trưng cho đó là dây là nhợ, là gông cùm, là xiềng xích, những cái trói buộc. Thế thì hai chữ triền phược tức là chỉ cho những người mà không có tự do, con người bị cột, bị trói, bị xiềng xích. Cho nên cái chữ niết bàn tức là có nghĩa là giải thoát, nó là giải thoát đức. Giác ngộ là trí đức. Giác ngộ là trí đức. Còn niết bàn là đoạn đức. Đoạn đức cũng gọi là giải thoát đức. Đó là cái đức giải thoát. Mà giải thoát tức là loại bỏ hết những cái gông cùm, xiềng xích, trói buộc, dây nhợ trói buộc, tức là con người tự do. Do vậy cho nên cái đạo Phật là Đức Phật chỉ bày cho con người cái cách mà để vượt ra khỏi cái ngục tù tam giới để được tự do. Cho nên không có cái gì khác hết đó. Không có cái gì khác hết. Chỉ vì con người, chỉ cách cho con người được loại bỏ những cái vô minh. Vô minh là nguyên nhân của triền phược đó, tam tế lục thô kiến hoặc tiền hoặc trần sa hoặc đó, để được ra được niết bàn. Được niết bàn là gì? Được niết bàn tức là được giải thoát. Được giải thoát là gì? Tức là được tự do. Còn ai mà không có được niết bàn là con người không có tự do. Nói như vậy có người hỏi, ủa vậy với tụi tôi đâu có bị ở tù gì đâu? Có đó chứ. Nhìn bằng cái nhãn quan của gọi là Phật nhãn, dùng Phật nhãn mà nhìn,
dùng tuệ nhãn mà nhìn thì có chừng đó, chúng ta coi là đi sân sẵn sờ sờ vậy đó, thậm chí là có khi lên xe xuống ngựa nữa mà mình bị ngục tù mình không hay á. Nhìn bằng nhãn quan của tuệ nhãn của Phật nhãn là mình ngục tù mình không hay. Chứ đi máy bay coi vậy chứ mà không phải là ngon đâu. Ngon là đối với nhục nhãn là nhìn thấy ngon, bởi vì có những người người ta không được đi máy bay, người ta không có tiền để đi máy bay. Chứ còn nhìn bằng tuệ nhãn của Phật, nhìn bằng pháp nhãn của những người đạt đạo, coi đi máy bay, đi xe hơi thức xịn vậy đó, nhưng mà người đó không có giải thoát, không có tự do, ngồi đó mà đau khổ tràn ngập. Thậm chí là những người mà ngồi trên phi thuyền Apollo hoặc là phi thuyền Soyuz hoặc là phi thuyền gì đó, ở trên đó 1-2 năm ở trên phi thuyền vậy đó, bay trên bao nhiêu tầng mây vậy đó mà cũng không phải là con người tự do. Bởi vì đi ngồi trên đó chứ có mục đích, mà mục đích đó là do người khác, người ta công cử, người ta sai sử, người ta bắt buộc mình phải đi, vì nghề nghiệp mình phải đi, vì bổn phận làm một người thanh niên của thời đại, của đất nước đó, ta bắt buộc mình có khả năng học kiểu đó thì mình phải đi làm nghề đó, và mình phải ngồi trong đó. Cho nên là ở trong đó mà nhớ vợ trần ai vậy đó, nhớ vợ nhớ con trần ai, chứ không phải là ở trên mây vậy đó là có tự do, có giải thoát đâu. Rồi ở dưới này mấy ông bác học như vậy thì chỉ đạo lên bữa đó, ngày đó anh phải làm gì, anh phải ra ngoài sao, ra ngoài mà ra ngoài trong không có trọng lượng đó, anh phải cột dây sao sao, dưới này điều khiển hết trời, mình làm sai một chút là bỏ mạng đấy. Cho nên là dầu ở trên 9 tầng mây vậy đó mà vẫn không phải là giải thoát, vẫn không phải là tự do. Còn mà nói chuyện mà các cái đấng chính trị trên thế giới này là quy quyền dữ tợn vậy đó, mà cũng không có giải thoát, cũng không có tự do. Bởi vì tổng thống là do dân cử, từ dưới mà mình đi lên, mà từ dưới mà đưa lên thì cũng có thể từ trên rớt xuống. Do vậy cho nên hiện giờ trên tổng thống trên thế giới đó, ở bên Bắc Phi, Trung Phi đó, tổng thống người ta đòi tụt xuống rần rần rần, ta hạ bệ rần rần, rồi buộc lòng phải cử, rồi phải đánh giết nhau, thành ra giặc trong nội chiến trong nội bộ đó, chết rần rần ngày từ 20-30 người tới 100 người đó. Thế thì là làm tổng thống vậy chứ mà đâu có tự do, đâu có được giải thoát gì đâu, muốn đi ra ngoài đâu có được, chức lớn quyền cao vậy đó mà đi đâu là phải có xe tăng thiết giáp ủng hộ và vệ sĩ đông đảo vậy mà giữ còn không khỏi. Cái nước Mỹ đâu có vừa, mà hồi đó là tổng thống Kennedy lên nó chưa được bao lâu là nó hạ bệ, nó giết luôn tổng thống Kennedy đó chứ. Cho nên là tổng thống cũng đâu có tự do, cũng đâu có giải thoát. Tôi nói cái đó thì nói ít thì đại chúng hiểu nhiều hơn tôi, mà tôi biết rằng có nhiều người hiểu nhiều hơn tôi dữ lắm. Thì tôi nhắc nhở vài cái điển hình vậy thôi. Cho nên cái đạo Phật là vì con người mà Đức Phật ra đời, mà Đức Phật tìm đạo, chứ không có gì cái gì khác. Do vậy mà cái tiêu chuẩn mà tôi muốn nói ở đây đó là đạo Phật là phải dựa vào sự thật, dựa vào con người và dựa vào sự thật của đời sống con người. Đức Phật chỉ ra ba tạng kinh điển đó, gọi là ba tạng đó, thầy trò đúc kết ra thành ba tạng kinh điển đều là vì con người, chỉ một con đường để con người tự mở khai đường mở lối, để cho con người vượt ra cái ngục tù của tam giới, để cho con người có được giải thoát tự do, gọi đó là niết bàn. Vậy thì niết bàn là con người tự do, là con người giải thoát, là con người không bị cột trói ràng buộc, không bị nhốt ở trong cái ngục tù. Chứ đạo Phật không có cầu gì khác hết á. Nếu mà Phật tử cũng như tăng ni trẻ mà cầu một cái gì khác là không phải đạo Phật. Phải có giải thoát ngay trên cõi đời này.
nghĩa là phải vượt ra tam giới. Mà muốn mà vượt ra tam giới đó thì tôi nói ra nhiều lần rồi, cái bài thơ mà khó làm chiều, nhìn khó làm chiều nhớ nhớ ai, nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai. Như Lai là thế nào? Là một cái người xuất ly tam giới ngay quê mẹ, là cái người thành đấng nhân sư tại cõi này, một người được giải thoát ở trên mặt đất này, một người có vượt ra khỏi ngục tù ngay trên mặt đất này, như cái người giải thoát trên mặt đất này, chứ không có ai khác. Vì vậy mà cái tôi xin nhắc là tất cả những cái gì có tính cách lại lục ai đó, van xin ai đó, cầu nguyện ai đó, cúng bái ai đó, tất cả những cái đó không phải đạo Phật. Cái đó nó thuộc về duy tâm. Duy tâm kêu bằng duy tâm chủ quan, duy tâm cực đoan, duy tâm siêu hình. Duy tâm đó nó đưa tới con người nó thành cái bằng mê tín. Duy tâm đó nó đưa con người nó thành cái bằng ảo tưởng hoang đường, gửi gắm tâm hồn bằng lòng nào làm nô lệ cho một đấng mà kỳ thật không có đấng nào hết. Mình tưởng tượng mình bằng lòng làm nô lệ cho một đấng để mình nhờ cái đấng đó cứu rỗi cho mình, giúp đỡ cho mình vượt qua tai nạn, hoặc làm ăn được đất thời đất thế, hoặc là vượt ra những cái nạn khổ. Không hề có, nó thẳng là không hề có. Đó là một cái tiêu chuẩn mà tôi nói mạnh nhất từ trước tới nay. Cho nên là tôi nói rồi, tôi vẫn tự biết rằng là tôi nói rất là khó nghe, và không phải ai cũng nghe, và thậm chí có người nghe là phản đối kịch liệt. Nhưng mà nếu mà các vị có phản đối đi thì tôi cũng mong rằng là các vị hãy suy nghĩ cái đã. Bởi vì nếu là đệ tử Phật thì phải nghe rồi phải suy nghĩ. Mình có quyền nghe tất cả, nhưng mà cái gì cũng phải suy nghĩ tất cả. Kêu bằng văn nhi tư, tư nhi tu, được quyền nghe tất cả. Rồi phải dùng cái ý thức của mình, cái trí tuệ của mình để nhận thức, để đánh giá. Chừng nào đúng thì nghe, chừng nào không đúng thì cái đó phải bỏ đi, bất cứ là nghe từ ai nói. Cái đó là cái tiêu chuẩn của đạo Phật. Chừng nào mà đúng rồi đó, mình thấy nó thực tế đó, nghĩa là phải là cái đạo Phật. Cũng như giáo lý của đạo Phật là vì con người, chứ không có vì ai hết. Mà nếu mình đem cái đạo lý đó mà mình gọi là tu, mà con người mình không có cái gì giải thoát hết, nghĩa là những cái phiền não ràng buộc khổ đau của mình vẫn còn bị ràng buộc dài. Trong cuộc sống mình mấy mươi năm đều bị khổ dài. Tức là mình không phải tu theo đạo Phật rồi, tức là tu sai rồi. Nếu một người mà chịu mở trói thì người ta mở mỗi ngày, nó mỗi ta bỏ dây ra chứ, ta tháo dây ra, hoặc là ta cắt dây ra từng cuộn ta bỏ ra hết, rồi cuối cùng người ta phải là không còn bị trói nữa, thì mới gọi là cái người học cái đạo mở dây và mở cột. Còn nếu mình nói mình là cái người mà mở cột mở dây mà mình mở hoài, mà cái hai cái chân của mình và toàn thân của mình đều được bị bao, bị quấn, bị cột, bị xiềng, bị xích, bị cột, thì sao gọi là cái người mở dây được? Cái miệng dầu có nói mở dây đi nữa mà cả đời mình đều là bị cột vào ở trong cái tài, cái sắc, cái danh, cái thực, cái thùy, nó bị cột, bị nhốt ở trong cái ngục tù của tham, của sân, của si, của tam giới, của cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, rồi bị buộc ở trong cái là mà hỷ nộ ai cụ ái ố dục mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Tất nhiên là mình không có mở được sợi dây nào hết lắm. Nếu mà đụng cái mừng quýnh lên, rồi gặp cái giận là mình giận dữ lên,
Có người giận dữ, giận vừa vừa thì tới nỗi kiện tụng, mà giận nữa là thậm chí là giết hại lẫn nhau. Rồi gặp thương mà thương ghê gớm, thương đeo đẳng, thương đắm đuối. Thương nghĩa là không biết lẽ phải. Rồi gặp sợ là sợ hãi kinh hoàng. Nếu mà sợ hãi kinh hoàng, vì sao anh sợ hãi kinh hoàng? Là tại vì anh còn cái bản ngã quá nặng. Cái ngã và cái ngã sở hữu quá nặng, cho nên là khi mà gặp việc sợ là sợ dữ lắm. Chứ người tu cao rồi, tu tốt rồi đó, thì người ta thấy được cái ngã nó rất là nhẹ, cái ngã sở hữu lại càng coi như không có gì, thì cái sợ đâu có sợ nhiều. Tức là nếu mà còn nguyên mừng giận thương sợ yêu ghét muốn mà nó còn nguyên như vậy, có nghĩa là mình không có cắt dây, không có mở dây, không có mở gút, cho nên mình không có được gì hết. À, cái chỗ đó cho nên tôi nói tăng ni trẻ để ý coi, mình phải có lại loại bỏ những cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn từng phần trăm nào đó, chứ không có cái gì hết là không có được. Nhưng mà coi chừng đa số là không có được gì đó nghe. Có khi mình làm trụ trì rồi đó mà mình cũng không có được cái gì, chưa động tới cái thức tình đó, chưa loại bỏ được phần nào lục dục hết đó. Thế là coi chừng đó mình tu sai đó. Đạo Phật là vì con người mà mình tu hành, mà mình không phải vì người. Bởi vì mình vì mình mà còn chưa được gì hết thì còn mình vì ai cho được. Cho nên cái tiêu chuẩn là mình phải làm sao, mình phải tu tập dựa theo kinh điển. Đạo Phật phải phục vụ cho con người, vì con người, làm cho con người ra khỏi ngục tù của tam giới. Vì con người, làm cho con người cởi mở tất cả những cái sự ràng buộc triền phược của thất tình, của lục dục. Ngoài cái đó ra, bất cứ là lại ông gì bà gì, lại ai thần nào thánh nào để cầu nguyện giáng sinh gì đó mà không có đem lại cái sự cởi mở của con người là sai, là tà kiến đấy. Cái chữ tà chánh này mình lấy cái đó mình làm cái chuẩn. Tất cả những cái làm sao cho con người ra khỏi ngục tù tam giới, phải tự tại tự do trước thất tình lục dục, trước cái giặc thù của vô minh, là đạo Phật, là trúng đạo Phật. Còn bằng không tất cả những cái thứ cúng lại, ha, tất cả thứ cúng lại, nói thẳng là tất cả thứ cúng lại giang sinh cầu nguyện ai đó đều sai hết, đều là tà kiến hết. Kể cả lại Đức Phật, cúng Đức Phật, giang sinh Đức Phật, cầu nguyện Đức Phật, kêu tên cả ngàn ngàn vị Phật, gọi là lại tam thiên Phật đó, trật lắc. Không có Phật nào mà ngồi đó để cho người ta lại rồi thấy người ta lại tội nghiệp rồi phù hộ. Không có, ông Phật không có lại cái vụ đó. Cho nên đừng có lại, đừng có lấy tam thiên Phật mà lại, không nhầm gì hết. Đừng có lại Dược Sư Lưu Ly Quang Di Lai. Phật Thích Ca là Dược Sư rồi đó. Phật Thích Ca là Vô Thượng Y Dương đó. Phật Di Đà cũng là, ta có cái bài kệ cái tán Phật là Vô Thượng Y Dương, Nguy Nguy Kim Tướng, Phóng Hào Quang, Khổ Hải Tác Châu Thoàn. Là Phật là một ông thôi, ông nào cũng như ông đấy, đều là Vô Thượng Y Dương hết, tức là vị thầy thuốc mà không còn thầy thuốc nào giỏi hơn. Phật là một cái người giỏi, đức độ ở bên trên, kêu bằng Nguy Nguy Kim Tướng. Thân Phật là tiêu biểu cho cái sắc vàng, Phóng Hào Quang, Khổ Hải Tác Châu Thoàn.
tức là một đức Phật nào cũng vậy, giống nhau, là chiếc thuyền, chiếc bè để đưa người ta qua biển khổ, mà đưa qua biển khổ bằng cái cách là giáo dục, là chỉ bài những cái giáo lý, những cái chân lý cho người ta văn như tư, tư như tu, để đưa người ta qua biển khổ bằng cái cách giáo dục đào tạo, chứ không phải là làm chiếc ghe rồi niệm kêu tên tới danh hiệu mình, niệm cái bắt bỏ trên chiếc ghe gọi là chiếc thuyền Bát Nhã đó, cái đó về nó bị dữ tận. Có khi ta vẽ chiếc thuyền ta gọi là thuyền Bát Nhã, cái chữ đó người ta dùng một cái chữ ẩn dụ sâu sắc. Ai tu học Bát Nhã Ba La Mật là người đó vượt ra tam giới, qua những cái ái, những cái sông mê biển ái, cho nên người ta gọi Bát Nhã là thuyền. Người ta minh họa nó ra vậy thôi, mà người ta minh họa vậy để mình nương đó mình hiểu, nương cái thí dụ đó mà hiểu, rồi mình đi lại cái ông Phật mà phải làm chiếc thuyền để cho mình đi sao được. Cho nên là tôi nói, nếu mà nói nó kỹ ra đó, nhiều cái nó sai lầm dữ lắm ở trong đạo Phật. Mà sai lầm là nhà văn, nhà thơ, có những nhà trí người ta dùng cái từ ngữ nó chứa những cái tỷ dụ, những cái ẩn dụ, những cái bán dụ, những cái biên dụ. Thí dụ ta dùng nhiều cách thí dụ, trong kinh Niết Bàn đưa ra có 8 cách thí dụ, mà mình không hiểu đó, mình không chịu học. Rồi mình đi lại Phật là dược sư, cần gì mới lại cái ông Đông Phương dược sư Lưu Ly Quang Như Lai mới được, cần gì mà phải lại ra cái dược sư Sáu Pháp mới là sám hối được. Cái ông mà bày ra cái cuốn dược sư Sáu Pháp đó, cái ông đó là cái ông không phải ông tổ thiệt. Cái chuyện gì mà phải lại cái ông dược sư đó mới được, còn như lại ông Phật Thích Ca không phải là dược sư hay sao? Phật Thích Ca là vô thượng y dương, mà là pháp dương vô thượng tôn, mà tam giới vô luân thất, mà lại ông Phật Thích Ca không được, làm sao mà phải lại là dược sư để cầu nguyện? Thì còn như cái sáp lương hoàng đó, mình lại sáp lương hoàng cho cọc sự sống ra đó, lương hoàng sáp là người ta đặt ra đó, người ta rút cái tên Phật này, Phật nọ, Phật kia ở trong kinh này, kinh nọ, không cần. Lại một ông Phật Thích Ca là đủ tất cả Phật. Một Phật Thích Ca là vô thượng y dương, chứ gì phải lại cái ông y dương nào khác nữa. Phật là vô thượng y dương rồi, còn lại cái ông y dương nào khác nữa làm chi? Cho nên là các cái ông mà làm ra nhiều cái sám hối để lại đó, là tu đó không có thật đâu. Mấy cái ông đó gọi là thiền sư hay là pháp sư hay là cái gì sư đó, đều là những người đó không có thành thật. Bởi vì những người mà tu thành thật, người ta không có dạy lại. Tại sao những ông Phật đó phải, người ta phải lại mới phù hộ là sao? Còn người ta không lại mình, mình không phù hộ là cái gì kỳ cục vậy? Tu hành gì kỳ cục vậy? Phải hành hạ cho người ta lại mình mới giúp đỡ, mới phù hộ là sao? Là sao có nghĩa được? Vậy mà tăng ni trẻ không chịu nghe, rồi Phật tử cũng không nhận thức, rồi cầu nguyện giáng sinh là lục, không có trong đạo Phật. Cái đó là tà kiến đó, tà là vậy đó. Còn ở đây mình đọc chánh kiến, chỉ chánh kiến là vậy đó. Chánh kiến là cái thấy của mình là chân chánh, là đúng chân lý. Còn tà kiến là cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết của mình đó, nó phi chân lý, nó không có chân lý, gọi là tà kiến. Còn chánh kiến là cái thấy, cái biết của mình đó, nó đúng chân lý. Thí dụ như người ta nói nấu cơm ăn là nhất định là cái người đó sẽ được no, cái đó là chánh kiến. Mà có người nào đó nói ô cần gì phải lấy gạo chi, lấy củi một cái cà bỏ vô nấu ăn chút rồi có ăn chứ gì, cái đó là tà kiến. Anh nói láo, anh nói bậy, anh nói gạt, anh gạt mấy thằng ngu. Lấy mớ cát kìa bỏ vô quậy đó, rồi bỏ đường vô ăn cũng no vậy, không được. Cái đó là tà kiến. Còn người ta hay ta nói lấy bột ha, bột mì, bột khoai hay bột gì đó,
một cái lứt gì đó, ta quậy nước sôi với đường vô ăn là dứt khoát là đang xỉu vậy đó, mà chế vô một miếng là bổ từ từ đó. Thế thì tránh với tà là vậy đó, tránh với tà là thí nghiệm được hết, chứ không phải ai muốn nói sao nói. Người ta nói sữa là bổ, thì cái người mà xỉu chết đó, để sữa vô chấm chấm trong cái môi một chút xíu là, rồi là nhỉ vô chừng muỗng cà phê, từ 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 vậy đó, rồi ta tỉnh đó. Tỉnh rồi là lần lần mới cho uống thêm nhiều được, rồi sau cái uống sữa đó ta mới cho ăn cháo lỏng. Ăn cháo lỏng rồi từ từ là một vài ngày rồi ta mới cho ăn cơm được. Mà hãy nấu cơm ăn là no, cái đó là chánh kiến, là chân lý. Còn bảo lấy cát kia quậy đường vô uống lát nó khỏe, không có. Mà uống không khỏe có nghĩa là cái đó không đúng, cái đó là sai. Cho nên đạo Phật là phải vì con người, dạy tu tập là phải đem lại sự lợi ích an lạc cho con người, tức là giải thoát. Mà giải thoát tức là con người phải được tự do trước thất tình, tự do trước lục dục, không bị thất tình lục dục đó nó cột nó trói mình. Nói cỡ nào cũng không hết, là tại vì cái truyền thống lâu đời quá, bị quân tập cái ý niệm sai lầm nhiều quá, trong đó có Khổng Tử đóng góp bằng sai lầm đó. Khổng Tử dạy kiểu mà phải thờ phải cúng á mà. Nhưng mà Khổng Tử cũng có câu xài được lắm trong cái đạo Khổng Tử đó. Là tại vì người ta hiểu lệch quá nhiều Khổng Tử không có cái người mà dạy rõ ràng, chứ cũng có những cái lúc Khổng Tử tỉnh ngộ. Khổng Tử dạy rằng là kính quỷ thần như diễn chi khả dị trí hỷ. Kính quỷ thần thì người ta nói gì, người ta nói kệ người ta. À thì mình cũng kính vậy, nhưng mà ta xa lánh cái thứ quỷ thần. Gọi là quỷ thần là người ta không phỉ báng, người ta không có cự tuyệt gì, nhưng mà điều ta phải xa lánh. Cái đó là câu đó là trong đạo không có. Và lại nơi Khổng Tử có nói là chữ trời đó, chữ trời của Khổng Tử nói là được lắm đó. Chữ trời là thiên giả lý thế chứ đương nhiên. Cái xu thế của vũ trụ, của chân lý nó diễn biến như vậy. Nó diễn biến ra như vậy. Thí dụ như con mà hiếu thảo cha mẹ thì sau này con của mình nó cũng hiếu thảo với mình. Cái chuyện đó là chuyện của trong đạo Nho ta có dạy. Còn mình ngỗ nghịch với cha mẹ thì con của mình đó, nó cũng sau này nó lớn lên rồi nó cũng thấy cái ngỗ nghịch của mình đó, rồi nó bắt chước mình ngỗ nghịch, nó ngỗ nghịch với mình. Do vậy mà Khổng Tử dạy rằng là anh hãy coi cái nước ở trên mái nhà đó. Nước trên mái nhà nó chảy xuống chứ nó không có chảy lên. Anh hơi nhìn nước đầu mái nhà kia cả. Anh hiếu thuận thì anh sinh con ra nó hiếu thuận, mà anh ngỗ nghịch với cha mẹ anh thì anh sinh con ra nó cũng ngỗ nghịch với anh đó. Bất tinh đảng kháng thèn đồ thủy, điểm điểm đích đích bất sợ gì. Anh hãy nhìn cái mái nhà, hay cái mái nhà ngang thì giọt nước nó phóng ra xa, nó phóng ngang. Mà nếu mái nhà xuôi thì giọt nước nó chảy xuôi. Anh ngỗ nghịch thì anh sẽ sinh con ngỗ nghịch. Anh hiếu thuận thì anh sinh con ra nó cũng hiếu thuận lại với anh. Cho nên là Khổng Tử cũng có về trong đạo Khổng có những cái được, có những cái xài được, xài thuộc về cái đạo luân thường, cái đạo nhân luân, có những cái xài được. Nhưng mà tới đời nay thì có những cái hoàn toàn là không xài được. Người ta thấy cái đó là cái tội lỗi của Khổng Tử. Thí dụ như vấn đề tam can là cái đó không xài được nữa rồi. Đợi giờ phụ nữ thì giải phóng mà anh đưa cái phu xe can cái kiểu hồi xưa đó là người ta đã đảo anh liền. Rồi đợi giờ đó là cái quân chủ mà anh cho cái quyền hạn mà kêu bằng thiên tử
rồi xử tử của những người có tội lỗi bằng cái kiểu bằng tru di tam tộc và tru di cửu tộc, rồi cái đó là không được. Do vậy mà Khổng Tử ta gọi là thánh chi thời, thánh của một lúc rồi một giai đoạn đó, cần dùng cái mà anh người ta nói lúc đó xài lúc đó, mà bây giờ qua giai đoạn đó rồi anh không còn là thánh nữa. Còn giáo lý của đạo Phật là phải nói rằng là hồi đó giờ mà đem ra từ đây dính diễn về sau đều là có thể không bao giờ lạc hậu, cái đó có. Giáo lý của đạo Phật không có lạc hậu, cho nên giáo lý đạo Phật là có những cái nhà, qua cái nhãn quan của những cái nhà mà triết học, người ta nói giáo lý của đạo Phật là gần như là một cái thứ, cái thứ giáo lý vũ trụ, thứ giáo lý vũ trụ nói được cái chân lý của vũ trụ. Do vậy cho nên là tăng ni trẻ cũng như Phật tử mình phải để ý cái đó mình học, phải nói được cái chân lý vũ trụ thì cái đạo đó đó, cái tôn giáo đó nó mới được là tồn sinh với con người. Chứ còn không là con người lần lần người ta phát hiện ra là những cái sai lầm của những cái thứ tôn giáo tín ngưỡng, tôn giáo kinh tế, tôn giáo luân lý, tôn giáo hoang đường ảo tưởng á, lần lần bị rơi đài hết, bị loại bỏ hết. Nói vậy thôi chứ người ta cũng không để cho người ta loại bỏ đâu, người ta cũng lột xác à. Người ta cũng nương theo thời thế rồi người ta cũng là điều chỉnh lại cái giáo lý, rồi thì cũng có thể nó đi kè song song lại với các cái tôn giáo vũ trụ, rồi nó cũng có đi song song với con người cũng được. Bởi vì nó giống như là hát năm anh này một vậy đó, ra cái thuốc này để trị nó đó thì nó lại kêu bằng nó đổi dạng, nó biến chất ra cái thuốc trước trị không được nữa, nó thay đổi chất ở trong người đó, rồi phải chế thuốc khác nữa thì cái vi trùng đó nó cũng lại đề kháng nữa, rồi chế thuốc khác nữa, đại để là người ta cũng có thể là chạy theo thời đại, giống như là những con vi trùng nó chạy theo, nó kháng thuốc vậy đó, kháng thuốc để nó tồn sanh. Cho nên là nói vậy chứ cái nào nó cũng có cái cách của nó để nó tồn sanh. Cái đó là nhắc nhở rộng để tăng ni trẻ suy gẫm chơi, chứ là tôi biết là không được bao nhiêu đâu, ít lắm. Cái này bởi vì nó khó nghe mà cũng khó nói cái mà nếu như tăng ni trẻ mà thật sự mà nếu mà có suy tư thì làm sao mà mình quý Phật Ngọc được. Vậy mà trong đó nó có tăng ni trẻ biết bao nhiêu người ha, là quý Phật Ngọc, là tuyên truyền để cho người ta đi mướn Phật Ngọc cho ta coi ta lại thì còn gì nữa để nói. Những gì mà quan hỷ trong cái vụ đó đó thì là không bao giờ cắt nghĩa được cái đạo Phật. Làm sao mà ông Phật đó quý hơn Phật xưa nay? Phật xưa nay mình thờ mấy ngàn năm rồi đó, chịu tặng bao nhiêu đó đã là sai rồi. Dù là Phật đất hay là Phật đồng hay Phật xi măng hay là cốt sắt hay là Phật đá gì, xưa nay đã sai rồi. Vậy mà mình không thấy thì chuyện đó nó đã lỡ rồi thì không nói chi. Bây giờ đây mà mình còn tuyên truyền mà để mình đồn đại, mình tuyên truyền, mình cái bằng gì đó, cái bằng phổ biến ra để mình kêu gọi để người ta đi cúng dường ủng hộ Phật Ngọc là sao? Vậy mà vẫn làm được, thời đại ngày nay mà vẫn làm được cái đó, vẫn bịp bợm lừa gạt người ta bằng cái kiểu tầm thường như vậy thì làm sao mà cắt nghĩa được. Cho nên tôi nói cái đó là tôi cũng chẳng có cái là thù hận gì với cái người làm Phật Ngọc lại với cái người cho mướn Phật Ngọc, nhưng mà đều nói là cốt là để chỉ rõ cho tăng ni trẻ thấy, để có cái một cái sự tỉnh ngộ nào đó chứ. Đáng lẽ mình mê hoài vậy à? Rồi còn Phật tử cũng vậy, cũng phải có sự tỉnh ngộ nào đó chứ, còn mình đi học cái gì? Phật là giác giả, là phải là một con người,
Phật không phải là một con người gì thì không bao giờ là Phật được. Giác giả mà, giác giả là có nghĩa là giác giả rồi là con người giác ngộ, mà con người giác ngộ đó rồi nó còn cái vai trò là tự giác. Tự giác xong rồi phải đem cái vai trò đó mà giác tha, là tha giác ha. Mà đây là hoàn toàn không có được cái nghĩa đó. Vậy mà mình vẫn tin ào ào, mình đi lại lục mà cho mướn chẳng phải là trong một nước, mà mình còn tuyên truyền cho tới cả trong nhiều nước trên thế giới mướn nữa là sao? Mình không lên tiếng mà mình còn tán thán, mình động viên, mình mời mọc để cho ta lại, để rồi mình chia chác tiền bạc ở trong đó. Như vậy thì mình chẳng phải là sai lầm đó sao? Nhưng mà nói cái đó rồi thì bao nhiêu người ghét tôi dữ lắm, rồi công kích bằng kiểu này kiểu khác, nhưng mà đều không sao, không sao. Trên đời không có ai thương ai để được cái gì, mà cũng chẳng có ai ghét ai để làm được cái gì. Chẳng qua là vấn đề thị phi nhân ngã thì thôi, ai muốn hiểu sao đó hiểu. Còn tôi thì tôi nói cái vai trò của tôi đối với một người đệ tử Phật, một người con Phật, để tôi đền ơn đáp nghĩa thầy tổ tôi dạy tôi, đào tạo ra tôi đền ơn Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, trong đó có đền ơn Đức Phật, đền ơn thầy tổ, đền ơn Đàn Na Tính Thí để cúng dường, để nuôi nấng đào tạo ra những cái thằng như tôi. Thì tôi nói gì bổn phận vai trò mà tôi nói, chứ không có ghét cái ông là phần chi, cũng chẳng có ghét cái ông mà hai ba chục cánh chùa để làm gì. Tu hành mà nhiều chùa quá là tật rồi, mà không ai biết nữa. Tại sao anh tu hành mà anh cất chùa nhiều dữ vậy là sao? Tiền ở đâu anh cất? Anh không là không lưng uống gối, hoặc là thằng nào nó chửi tôi đó nó không ngửa tay là lấy thì là tiền đâu anh làm? Nhưng mà nếu anh ngửa tay lấy, anh lấy cái đó để làm gì cho ai chứ? Cho nên là cái làm chùa đó là tạo cái, mình làm sao mà để mình nói chánh pháp được cho ta nghe, dạy cho người ta tu hành là mới quý. Chứ còn mình cất chùa để cho người sau tu hành đó, mà cái biện minh đó không có được, cái lý lẽ đó mà để biện minh cho cái hành động mình đó không có được. Chẳng lẽ mình khôn hơn Phật Thích Ca? Phật Thích Ca là một người không có trí tuệ à? Cha của Phật Thích Ca là Phật, là vua ha, hoàng thân quốc thích. Xung quanh Phật Thích Ca là đều là hoàng thân quốc thích. Vậy mà Đức Phật đâu có cần phải quyên tiền để lập chùa nhiều để cho người sao tu. Chùa chèn tỉnh xá, Phật có nương, có tá túc. Nhưng mà đều cư sĩ ta làm sao ta làm? Cư sĩ ta làm được cái nào thì cũng dùng cái nấy. Nhưng mà không có quý cái đó, tự thân mình không có đi làm. Chùa mà chạm trổ kỹ lưỡng là tôi đi nhìn mình những cái chùa mà tôi nghe các bậc tiền bối nổi danh trong lịch sử á, đồng bà đi tới tôi thấy cái chùa mà chạm trổ, ú chú cha ơi, chạm cực kỳ tráng lệ. Tôi hỏi chứ chạm cái này bao nhiêu năm mới rồi cái chùa này? Cái chùa này ông tổ này làm bao nhiêu mấy chục năm mới rồi cái chùa này? Thì thế thì lúc nào ông tổ rảnh ra, lúc nào cái ông tổ đó được nhẹ nhàng, được sung sướng, và lúc nào ông tổ đó mới hết xin tiền? Thế thì xin tiền hoài vậy. Hay gặp bổn đạo đó, thầy muốn này, thầy muốn kia, thầy muốn cái nọ, giờ thầy còn tính chạm cái này, thầy tính đục cái này, cất cái này, xây này để đền ơn Tam Bảo. Tam Bảo đâu trong, Tam Bảo đâu trong cái chùa đẹp, Tam Bảo ở đâu trong cái trang trí lộng lẫy? Mình làm cái đó gọi là để đền ơn Tam Bảo, nghe cái đó không có trúng gì kinh điển. Vậy mà Phật tử vẫn nghe được là sao? Vẫn cho rằng thầy mình là khôn hơn Phật Thích Ca, vậy mà mình vẫn quý thầy mình là sao? Vậy thì ông Phật Thích Ca là cái người gì? Phật Thích Ca trọn đời vậy thì chẳng lẽ Đức Phật không có trí tuệ hay sao? Vậy mà mình hiểu được cái kiểu lạ đó. Thế thì là đã để là tôi nói cái đó đó, tôi nói cái nãy giờ đó chưa có vô cái bài chánh kiến vậy đó, mà cái đó là nhắc nhở tu học về cái một chánh kiến đó.
Mà chánh kiến là nó tương quan tới chánh tư duy, mà chánh kiến nó cũng tương quan tới chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh niệm, chánh tinh tấn luôn đó, và chánh định luôn đó nha. À, bởi vì nếu mà mình có một cái chánh kiến là mình có được là bảy cái chánh kia. Bởi vì cái chánh nào nó cũng có ý thức tổng hết á. Nếu mà chánh kiến thì ta gọi là nhãn cầu ý thức, mà nếu mà mình nghe cái lẽ phải mà mình biết ta gọi là nhĩ cầu ý thức. Mà mình ăn cái mùi gì mà mình biết cái ngon cái dở và cái nào là chánh, cái nào là không chánh, cái nào ăn cái nào là tà đó, thì cái đó gọi là thiệt câu ý thức. Rồi còn câu trong cái việc ăn ở của mình đó là nó có tương quan tới gọi là thân câu ý thức. À, thành ra là hàng ngày mình sinh hoạt ở trong ngũ câu ý thức, tức là nhãn dĩ tỷ thiệt thân, năm cái món đó nó tương quan chặt chẽ với ý thức. Không bao giờ không có ý thức mà có ra năm cái hoạt động đó được. Do vậy cho nên là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì nó tương quan tới gọi là nhãn câu ý thức, nhĩ câu ý thức, tỷ câu ý thức, thiệt câu ý thức, thân câu ý thức. Do vậy mà mình tập được một cái mà chánh kiến thì mình tư duy được cái năm cái món kia luôn, bảy cái món kia. Tu tập được chánh kiến thì mình có thể sẽ có chánh tư duy, bởi vì cái tâm, cái ý thức của mình đó, cái tâm mình đó, nó đã có cái tiêu chuẩn rồi. Mà chánh kiến mà tốt rồi thì chánh tư duy được, chánh kiến, chánh tư duy rồi chánh ngữ được, rồi chánh nghiệp được, rồi chánh tinh tấn được, rồi chánh niệm được, rồi chánh định được luôn đó. Vì vậy mà phải tập cái chánh kiến thật kỹ đi. Trong kinh này là Phật dạy chánh kiến là để trước rồi, bởi vì nó con mắt nó nhạy cảm lắm, thấy cái nó tác động vô trong ý liền à, biết cái đó là đúng, cái đó là sai, biết liền. Cho nên ta gọi là nhãn câu ý thức, tức là con mắt nó cộng, nó chung cùng, nó cộng lại với cái ý thức mà có ra cái hiểu biết chân chánh, thì ta gọi là nhãn câu ý thức. Do vậy mà cái thấy, nói là cái thấy thôi, chứ kỳ thật là cái thấy bằng không phải là con mắt mà thấy đâu. Mắt nó là một cái hình thức thuộc về sắc quẩn, gọi là nhãn căn, chứ con mắt không có thấy. Thấy là phải có cái tâm và cái ý bên trong đó. Vì vậy mà con mắt nó có 9 điều kiện nó mới thấy được, đó là không, minh, căn, cảnh, tác ý, phân biệt, nhiễm tịnh, căn bản và chủng tử. Nó có 10 cái duyên nữa mới con mắt nó mới thấy. Cho nên là nội cái mà chánh kiến không đó là mình phải học kỹ lắm mình mới biết được. Còn không có học mà chỉ đi tụng kinh đám để mà học làm đám rồi đờn rồi kèn rồi hát rồi sướng rồi đề phan rồi khai xá rồi, cái đó làm sao mà biết được đạo Phật. Rồi an vị Phật mà ông Phật cứ mua về là phải lấy khăn đỏ trùm lại, rồi phải nhờ mấy thầy đó vẽ hát rồi vẽ cho con cho để khai quang điểm nhãn, để cho Phật có trí, để cho Phật mới thấy, để cho Phật mới nghe. Chúng ta ơi, cái chuyện đó gì mà làm được mà tin được là tôi phục quá trời quá đất. Phật mà do ba cái thằng đệ tử cù lần vậy đó mà nó làm mình mới thấy được. Nó không có làm cái đáp vậy đó, nó không có hò hét, nó không có vẽ, nó không có quả phù quả chú vậy đó, thì ông Phật không nghe, không thấy, không ngửi, không nếm, không xúc, không biết gì được hết, và phải nhờ mấy đệ tử cụ lần đó. Cũng đời vậy mà hiểu được là sao. Rồi còn như cái mỏ hồi xưa là Phật Thích Ca không biết cái mỏ để làm gì nữa, mà giờ mua cái mỏ về mấy triệu bạc, đệ tử là còng lưng nó hùng vô đó. Còng lưng là thí dụ như cái vùng này hái cà phê đó là mấy chục ngày đó, mấy tháng mới mua được cái mỏ, đem về là đậy lại,
đây lại rồi á, tới chừng cái do mấy ông đệ tử của lành nó vẽ gì đó rồi dở cái mỏ ra, rồi sau này mới đánh mới được, chứ nếu nó không vẽ là đánh không kêu hay sao. Còn hài hước nữa là ba cái thằng học trò tôi mà tôi bắt nó không kịp, nó quýnh này nó ngủ trưa nó ăn nó chơi không, rồi nó coi cái chùa Thiên Minh cái chỗ mà nó giật cái chùa tôi. Mấy cái thằng đó là nó cờ bạc, nó ăn chơi, nó trốn đi bằng đêm tùm lum. Nhưng mà bổn đạo đem lại mấy cái tượng tượng thần tài, tượng Thổ Công, Thổ Địa, tượng Bà Chúa Xứ, Châu Đốc bốn, Châu Đốc ba gì đem cho nó vẽ bùa vẽ mặt để khai quang điểm nhãn về thờ. Tôi thấy thì tôi muốn chết luôn vậy đó, muốn chết cho nó rồi, nói không có nổi. Một mình coi, một mình nói nó ghét rồi đó. Có lần nó lấy một cái bình nhang, cái bình bông, nó để đó, nó trưng bình bông để đó là với cái búa, cái dao, rồi cái lư hương. Tôi giờ tôi thấy tôi cười, tôi nói biết rồi, chưa nói chi đã biết rồi, đừng ai gã tớ biết chi, nói chi không trúng mà chi đáp, mà thiện ý gian tâm mà khó lọt qua. Ta biết là nó nói nghĩa là nếu mà tôi mà còn giáo dục, mà còn mà uống nắng kỹ lưỡng theo cái đường lối của tôi đó, là coi chừng chú mày phải lên bàn thờ ngồi đấy, tức là cái bình, cái lư nhang, và chú mày phải bị cái dao này với cái búa này đó, có nghĩa là dao và búa nó lấy nó trừng trị đấy. Thành ra tôi thấy tôi cười, tôi nói thôi coi chừng cái nha, tất cả nhân viên ở đây coi chừng, nó cảnh cáo mình rồi đó. Cái bình nhang cũ nó lấy ở đâu, ở trong cái nhà nó thờ cốt đó. Lấy bình ba cái bình nhang cũ mà có chân nhang đàng hoàng rồi hết rồi, rồi đem đốt nhang cầm nghi ngút đó, để cái búa Đông Đình mà thứ búa là 1 ký, là duyên cái dao yếm, dao yếm cán nhẹ, cán kiểu mà của trong cái phim mà ông Quỳnh Văn Nghệ đóng á, cái dao đó xả cái là tiêu à, cái cán thì cục mà cái lưỡi thì dài nặng ngọn, để mình dao với hai thứ búa, bình bông, cái bát nhang nghi ngút. Tôi nhắc nhở mà thôi đừng có nói nữa, bây giờ thì lo cái việc ở bên trường này đi, đừng có cãi cọ nữa nha, không lên bàn thờ ngồi đấy. Cái đó có, do vậy cho nên tôi nói này cũng nguy hiểm lắm á, chứ bữa nào đem dao búa để nửa giờ mà cũng không ngát luôn, coi gì chứ nhà nước người ta cũng đàng hoàng chứ, ta cũng giữ gìn an ninh trật tự, chẳng qua là tệ lắm mà nó mới làm lén được chứ đâu phải dễ. Bổn phận nhà nước, trách nhiệm nhà nước, ta không để cho cái thành phần đó làm ra, bởi vì làm ra nó tổn thương cái uy tín, cái thanh danh của nhà nước, của là khuấy động xã hội không làm ăn được, cho nên người ta có bổn phận phải giữ gìn. Nói không có hết, nói những cái chánh kiến tỉ mỉ ra là vô số cá tà kiến, nhưng mà nó ác ở cái là mình phải có cái trí tuệ, mình nhận thức cái nào là tà kiến thì mình mới biết được cái chánh kiến. Muốn biết được chánh kiến là mình phải hiểu tà kiến, mình phải biết cái đó là gọi là cái cây là công, thì mình mới hiểu được cái thế nào là cái cây đó nó ngay. Phải muốn biết thế nào là sai thì mới nhận thức được cái thế nào là đúng. Phải biết rằng cái món ăn đó là dở thì mình mới có thể biết được cái món ngon. Do vậy mà hai cái đó nó đi đôi nhau. Vì vậy mà tu hành mình phải tập, mình phải bồi dưỡng cái trí tuệ. Cho nên là thiền định và trí tuệ đó, tu thiền định là cốt để sanh ra trí tuệ. Mà có trí tuệ là người phải nhận thức được cái nào là tà, cái nào là chánh mới gọi là người có trí tuệ. Chứ tu hành mà mình không nhận được cái tà, mà mình không nhận được cái tà có nghĩa là mình không hề có cái chánh. Nếu mình có cái chánh, mình có cái ngay, thì mình đem có cái thước ngay, mình đưa vô cái gì công là cái công kia nó không ngay rồi.
Mà đây là cái công mà mình không biết, có nghĩa là mình không có cái này. Vì vậy mà phải học, phải học tánh và thà cho nó rõ. Muốn học tánh kiến phải biết tà kiến, phải có cái trí gọi là trạch pháp. Cái chữ trạch pháp đó là mình phải lựa chọn đó, mình phải giảng trạch đó. Cho nên tu hành này bữa hổm tôi nói, không biết là nó có nói cái đó nó có rõ hay không, không biết ha. Chứ còn cái chữ trạch pháp quan trọng lắm á, mình phải chọn đối tượng và phải có đối tượng để cho mình tư duy, chứ không thể không có đối tượng. Cũng như mình muốn biết cái đó là chánh là nó, mình phải có nhận thức được những cái gì là tà. Nhắc nhở không, cái đó gọi là nhắc nhở đó. Tôi nhắc nhở lần nữa, bắt đầu là vô cái bài chánh kiến này, cái bài thơ chánh kiến. Mà muốn có chánh kiến là bắt buộc người tu hành phải có chánh tâm, có chánh tâm. Có chánh tâm thì mới chánh kiến được. Bởi vì tâm hay là ý hay là thức, ba cái tên đó kể như một đi nha, tôi nói gọn nghĩa là kể như một, gọi là tâm hay gọi là ý hay là thức, kể như một. Mà muốn có chánh kiến thì phải có nhãn cầu ý thức. Cho nên là có chánh kiến là phải có gọi là nhãn cầu ý thức. Muốn có chánh tư duy cũng phải có nhãn cầu ý thức. Là ý thức là luôn luôn, luôn luôn là nó không có lúc nào là không có ở trong sáu căn của mình. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nhắc hoài là cũng vậy. Để ý mà học, nếu mà người muốn học, để ý mà nghe, nghe mà nghiệm. Nếu là mình muốn nghe muốn nghiệm ha. Bây giờ nói thử cái bài bát chánh đạo đây nha, chánh kiến đây nè. Úi trời trời, thế là cái bài này không bao giờ nói hết được rồi. Tôi đọc cái bài Thanh Thiền thứ 18 ở trong cái tập, trong cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Tăng thứ 3 về cái phần đạo đế. Trong cái phần đạo đế thì nó có bảy nhóm: tứ niệm xứ, tứ niệm cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần. Nói rồi, giờ bữa nay là bát chánh đạo đây nè. Bát chánh đạo ở trong đạo đế. Bát chánh đạo thơ rằng, bài thơ này nói về chánh kiến nè. Kiến hoặc xa trừ thuở phát tâm. Đấy, thế là chưa động, nãy giờ chưa động gì tới kiến hoặc hết rồi. Nhưng mà mình học mấy bài trước thì mình ôn nó lại ha. Chứ mà trong cái chánh kiến là phải có vấn đề kiến hoặc ở trong. Kiến hoặc xa trừ thuở phát tâm, nghĩa là ngay cái lúc mà phát bồ đề tâm mà gọi là mình làm người đệ tử đó, gọi là người đệ tử Phật tại gia thôi đó, là đã phải là học tu xa trừ kiến hoặc rồi đó. Đó, cái bài chánh kiến là cái câu đầu nó vậy đó. Kiến hoặc xa trừ thuở phát tâm,
tìm thầy chánh kiến khỏi sai lầm. Phải có ông thầy chánh kiến nha. Phật tử tại gia là phải tìm thầy chánh kiến để mà quy y đã đành. Phật tử xuất gia cũng phải có thầy chánh kiến, thầy minh sư để hướng dẫn mình tu tập mới được đó. Chứ không phải là thầy nào cũng được nha. Không phải là miễn cạo tóc là có y nhiều điều, y tốt, y đẹp, y giải tố xô rồi của Hồng Kông, của ngoại quốc là được đâu, không phải. Đừng có mê cái đồ đẹp. Phật tử có nhiều người mê đồ đẹp. Thấy ông thầy mặc cái áo mà cái tay rộng một thước rồi quán rồi nẻ, rồi thấy ông thầy mà đội cái mão nghe là 12 triệu nẻ. Có một giai đoạn mà mấy ông đệ tử của tôi nói đệ tử cho năm nay nó trên 60 hết rồi, cái đám còn cũng trên 60, mà cái đám chết rồi cũng có, mà nó ngồi mà nó khoe cái bộ y nó với cái mão của nó là rồi tôi nghe thì tôi muốn chết đi cho rồi, tôi hết muốn sống rồi. Ông ấy thì nói cái mão của tôi là đóng 8 triệu đó ông. Ông nói ông có 8 triệu, tôi đóng cái mão của tôi là 12 triệu. Mỗi một ông vậy đó, nó có cái mão gọi là mão từ lưu. Từ lưu tức là mão trí bí. Rồi cái nữa là mão hiệp trưởng là nó có cái kẻ ở trên đó. Nó có cái hẻ ở trên đó giống như là cái mũ của lính đầu đỏ hồi xưa vậy đó, có cái kẻ nên nhìn có tưởng tượng như là hai bàn tay chấp lại, ta gọi là hiệp trưởng. Hiệp là chấp lại chứ trưởng là bàn tay, giống như hai cái tay mà chấp lại nó hở vậy đó, cho nên cái mão là ta gọi là mão hiệp trưởng. Rồi theo thùa đồ nó nằm ngọc sau đó, mà ông nói tôi 7 triệu, ông nói tôi 8 triệu, ông nói 12 triệu. Rồi còn y thì chàng đất ơi, có lúc đó cái bà Từ Cung bà cúng y, và ông thầy đó ông được cái y của bà Từ Cung cúng, ông mừng mà ông nổi danh lên á, nghe tội nghiệp hết sức. Bà Từ Cung cũng là một bà mẹ của vua thôi, và vua Báo Đại mà dầu là bà mẹ của vua đi nữa cũng là một người à. Chẳng qua là làm bà hoàng hậu vậy thôi, là mẹ của hoàng hậu, hoàng thái hậu vậy thôi. Mà hoàng thái hậu là đương nhiên là người ta quyền cao lộc trọng, là người ta về mặt triều đình, chứ còn cái gì cái mặt đạo đức thì là có thể là bà chưa hiểu gì cả cũng có. Thế thì bà cúng như một cái tâm trạng của một người Phật tử mà cúng lá y, cúng cái mão cho ông thầy thì có gì đâu lạ. Vậy mà đồn với nhau, phấn khởi nhau mà đồn rằng là ông thầy này là uy tín ghê gớm, cho nên mới được bà Từ Cung cúng bộ y hậu. Thế thì cái đó tôi có nghe hết á, nhưng mà mình chỉ đau ở trong lòng mà thôi, chứ mình nói ra không có được. Thật sự là hoàng thái hậu đi nữa cũng là ta cúng y cúng mão để cho mình tu thôi, không có cái gì cái giá trị gì hơn là cái người Phật tử khác. Vậy mà đồn nhau rồi lại quý trọng cái ông đó, úi từng bốc cái ông đó, mà sự thật là ông thầy đó là ông có cái khả năng là ông gian giái cầu nguyện lại lục khấn khứa với những cái thứ mà gọi là siêu hình duy tâm á. Nhưng mà trong đó nó có cái loại ma quỷ. Cái loại ma quỷ mà tôi muốn nói đây, chẳng hạn như là trong cái tứ ma nó có phiền não ma, thiên ma, ngũ ấm ma, tử ma. Mà có cái loại thiên ma theo tôi học đạo Phật đó, thì có cái loại mà tôi gọi là thiên ma đó, là cái loại đó đó. Nó có cái xu thế này, nó xúi quẩy người ta cúng dường tiền bạc nhiều cho những cái người tu hành.
để cho những cái người tu hành mà đam mê về tiền tài, về sự nghiệp, về ngã sở hữu, về sự nghiệp của mình đó, mà lơi lỏng, bỏ mất cái sự tu hành, bỏ mất đi cái trách nhiệm, cái trách tư duy, cái trách ngữ, trách nghiệp, trách mệnh, trách tinh tấn của mình, để đặng mà sa đọa vào trong cái con đường của ngũ dục, thì cái đó trong đạo Phật thì gọi đó là thiên ma. Cho nên dưới cái nhãn quan mà của cái người học đạo mà cỡ như tôi về tôi thiền định, tôi thấy đó, tôi thấy là những đại gia cúng nhiều, những hoàng thái hậu rồi gì đã cúng nhiều, cúng sự nghiệp tu truyền đó, tôi không có mừng gì hết trơn. Tôi cho đó là một cái hình thức của cái loại ma dương, mà theo trong kinh nói đó là một cái hình thức khuấy rối. Chữ ma có nghĩa là khuấy rối, có nghĩa là giật dây trói buộc, kềm hãm con người, không cho con người ra khỏi tam giới. Thì cái loại đó trong kinh điển thì gọi là thiên ma. Do vậy mà đối với tôi là tôi nghe cái đó tôi không có mừng, nhưng mà người ta mừng dữ lắm. Tôi đồn đại, tôi kính quý, tôi tôn trọng cái người được cúng. Cái đó nghe rất là đau lòng. Đau lòng không có nghĩa là tôi ganh tị với cái bộ đồ về mà tố xô gì của Hồng Kông, hay là cái mã quý báo, tôi không có, cái đó cho tôi cũng không lấy được, cái đó mừng. Nhưng mà nghe cái mà thích thú, cái ham mộ của những người xung quanh nghe đau lòng lắm. Thì nghe ba cái ông học trò mình mà nó khoe ra cái bộ y của nó là mấy chục triệu, cái bảo nó là mấy triệu, ra nghe đau lắm. Nhưng mà nói đâu có được. Cái Phật giáo Việt Nam của mình đó, thì ai muốn tu sao tu à. Còn Phật tử cũng vậy đó. Phật tử là thích cái nào theo cái đấy chứ không ai có quyền nói gì hết. Mình cũng biết lẽ phải nên mình cũng không có quyền nói. Nói nó mất cái tôn trọng tự do tín ngưỡng của người ta hay sao? Rồi người ta nói mình là thị phi nhân ngã là tại vì là mình không làm được con trâu ăn. Mình là trâu cột nó ghét trâu ăn. À, cái người được người ta cúng dường, còn mình không được cúng dường cho nên mình soi mói. Không phải vậy, nhưng mà đều do vậy mà mình không được nói. Nếu mình nói, mình nói ra đó, thì Phật tử người ta nói, người ta hiểu lòng. Người ta nói trâu cột ghét trâu ăn. Cho nên là chịu trận với nhau vậy đó. Thành ra cái bài thơ này là kiến hoặc xa trừ thỏ phát tâm. Vậy thì Phật tử tại gia trong lúc phát tâm có xa trừ, có thầy hướng dẫn để mình xa trừ chưa? Mình có gặp ông thầy để hướng dẫn, hay là ni trưởng nào đó hướng dẫn mình xa trừ cái kiến hoặc ngay cái lúc mà mình mới quy, mới phát tâm chưa? Nếu như Phật tử mà quy rồi, phát tâm rồi, vô chùa rồi mà cái gì mà mình quy đó mà không có dạy mình xa trừ kiến hoặc là coi chừng á, mình tu cái chỗ đó sai lầm rồi đó. Tu cái chỗ sai lạc rồi. Hình thức thì có mà nội dung thì không đó nha. Cho nên cái bài này nó kiến hoặc xa trừ thỏa phát tâm, tìm thầy chánh kiến khỏi sai lầm. Phải tìm thầy có chánh kiến, có chánh tư duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệp, có chánh niệm, có chánh tinh tấn, có chánh định. Nghĩa là ông thầy tương đối là phải có bát chánh đạo. Dù không trọn vẹn, dù mình biết rằng thầy mình chưa trọn vẹn lắm đâu, nhưng mà nếu mà người ta được 50%, 70%, 80% còn hơn không có. Còn cái phần tu tinh tấn hơn nữa là mình có quyền tu tập hơn thầy mình cũng được. Chứ không phải thầy mình có 70% rồi mình không vượt hơn được đâu. Không. Thầy mình có 60% chánh kiến thôi. Mà dạch đường chỉ đối cho mình rồi mình có thể mình đạt lên 80%, 90% chánh kiến vẫn được kia mà. Thậm chí là mình 100% cũng được kia mà. Dựa vào đâu mà tôi nói như vậy? Dựa vào Phật Thích Ca.
Phật Thích Ca xưa kia cũng trong lúc mà đi tìm đạo, đi học, đi học với nhiều thầy, mà thầy dạy rồi mà Phật Thích Ca cáo từ mà đi, có nghĩa là chưa bằng lòng thầy mình chứ gì, có nghĩa là thầy mình đâu được 80-90 gì đó chứ gì. Nhưng mà sau đó Đức Phật tự tu, Đức Phật là khi mà chứng đạo là không có thầy chỉ dạy mà tự mình ngộ. Thế thì là dầu thầy mình có 80-90% chánh kiến giác ngộ đi nữa, mình cũng có quyền đạt 100% được kia mà. Do vậy cho nên là mình phải tìm thầy có chánh kiến là vậy đó. Dầu không được 100%, 60-70-80% rồi mình có thể vượt bằng cỡ nó hoặc là vượt hơn cũng không, cũng điều đó cũng vẫn là chân lý. Tìm thầy chánh kiến khỏi sai lầm, quan đường quyến hoặc tìm quan đường quyến hoặc tinh, tinh mà tinh quan đường quyến hoặc đây là mê tín đó nha. Chứ mê tín đây là tôi nói nãy giờ đó, nhiều thứ mê tín lắm, nói là cả ngàn thứ à. Nếu mà người chịu khó ngồi ghi ra là cả ngàn thứ, mà cả ngàn thứ đâu có hết được. Ngàn thứ là chẳng qua là mình tóm tắt kiểu nào đó, chứ đâu phải cả ngàn thứ là hết được cái mê tín đâu. Dựa vào đó tôi nói vậy, tôi dựa vào đàng hoàng chứ, dựa vào pháp chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng sanh tức là cái tâm chúng sanh của mình vô biên, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Phiền não vô tận tức là mê tín cũng vô tận. Cho nên đối với người tu hành mà ta có trí tuệ rồi, ta nhìn đâu cũng là phiền não, nhìn đâu cũng là mê tín. Điều đó có, ta thấy đâu cũng là phiền não được hết, đâu cũng là mê tín được hết. Do vậy mà nó, ta học cái tứ đế này, nó có cái thứ gọi là vô lượng tứ đế. Vô lượng tứ đế có nghĩa là khổ đế vô lượng, tập đế cũng vô lượng, diệt đế cũng vô lượng, và đạo đế cũng vô lượng. Rồi phải học tứ đế gọi là vô lượng tứ đế đó. Cái đó sâu nữa, cái đó tăng ni trẻ còn phải học nữa, Phật tử còn phải học nữa. Do vậy cho nên kế hoạch này là tôi nói nghe là cho tới tôi rụt xương tôi chết. Nếu mà ngồi mà nói tỉ mỉ cũng không bao giờ hết. Bởi vì phiền não vô lượng mà. Chúng sanh đã vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô pháp môn vô lượng thầy nguyện học, thì phiền não vô lượng thầy nguyện đoạn. Mà đã là vô lượng thì làm sao nói hết. Nói như vậy không có nghĩa là không đoạn hết được. Nó có cái cách. Nhưng mà đều phải học nữa mới được, chứ còn nói lần sau nói hết được. Tìm thầy chánh kiến khỏi sai lầm quan đường quyến hoặc tinh. Tức là tinh quan đường quyến hoặc đó là mê tín ha. Uổng phí công phu cúng bái chùa. Cúng chùa, lễ bái trong chùa, xây dựng chùa, uổng phí công phu đó nha. Trong chùa không có Phật đâu. Phật là do mình mua, mà đã là mình mua thì sao lại Phật được. Phật là phải cái người xuất ly tam giới, cái người vượt hơn mình. Phật là phải là tam giới chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Chứ Phật mà mình bỏ ra mình mua thì sao gọi là Phật được. Tuy nhiên cái đức tin từ lâu đời quá rồi thì mình có thể tạm chấp nhận những cái đã lỡ có rồi. Chứ còn mà cái người mà được minh sư và dạy bảo là ta không cần mua chùa bạc ngàn ngàn tỷ đâu, ta không cần mua Phật cả là bao nhiêu trăm triệu đâu, ta cũng không cần là cúng để mà làm cho đẹp đẽ tam bảo, ta không cần cái đó. Tam bảo là tự tánh, tam bảo là tự quy Phật của mình, tự quy pháp của mình, tự quy tăng của mình, ta gọi là quy nhất thể tam bảo, phải học cái đó. Chứ còn mà mình cúng rồi mà để rồi mua Phật rồi mua chùa rồi mua đất rồi mua đai rồi mình mua về rồi mình lại, cái đó mình lỗ dữ tận nha. Giờ tôi đọc lại nguyên câu bốn câu đó. Ồ, kiến hoặc
xa trừ thuở phát tâm, tìm thầy chánh kiến thì khỏi sai lầm, quan đường quyến hoặc tinh là mê tín, uổng phí công phu cúng bái chùa. Ô nói tôi tính thì nói ít mà nói rốt cuộc rồi cũng nhiều quá, thôi dần gần đến đây vậy. Mong rằng là tăng ni trẻ bình tâm suy gẫm để mình lựa, gọi là tịch pháp rồi, để mình lựa cái đúng mình sửa, còn cái nào mình thấy sai mình phải bỏ. Điều đó không có gì xấu hổ, không có gì tội lỗi hết. Lỡ sai thì bỏ, sửa lại. Mà bỏ luôn á, không tái phạm á, thì trong đạo Phật ta gọi cái đó là sám hối đó, không có gì xấu hổ hết á. Còn nếu mà mình quan có mình không có cái trí tuệ để mà tập pháp, để mà nhận thức cái nào là tà, cái nào là chánh ha, thì coi như là cái cuộc tu hành của mình là uổng công phu thôi. Nó biến cái đạo Phật á, là thành cái đạo Phật tín ngưỡng, đạo Phật quyến hoặc quan đường, đạo Phật kinh tế, thì cái đó mình có tội đó. Mình có tội, mà tội cũng không phải ai bắt nữa. Tội đó tức là mình không hề có giải thoát gì hết, không hề có giác ngộ gì hết, không hề ra khỏi cái nhà tù của tam giới gì hết. Đại để là tội là vậy đó. Chứ Phật Thích Ca thì chẳng có là sai cái ông nào để đi theo dõi, để bắt tội của các Phật tử tại gia cũng như xuất gia. Không có. Phật không hề bắt tội ai hết. Ai ăn thì nấy no, ai ngủ thì nấy khỏe, ai tu thì nấy giải thoát giác ngộ, ai mở trói thì ra khỏi xiềng xích buộc ràng, ai ra khỏi, ai đánh đổ được cái thằng ngục tù tam giới thì ra khỏi tam giới. Còn bằng không mà mình bị nhốt ở trong cái nhà tù của kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc vậy thôi, chứ Phật chẳng bắt ai. Ôi gần ở đây vậy, hết giờ.